Hôm nay em có đồ chơi cho các cụ đam mê độ đấy. Em về được chiếc âm ly Onkyo. Con này báo cáo quý vị là con này 490W ạ. Hàng ngày em về được những con gần 280 đến 350W là khủng lắm. Nay con này 490W. Con này thì báo cáo quý vị là con Onkyo. Dòng này là Onkyo xem nào. TXNA609. Con này thì rất nhiều các chế độ này. Giải mã này. Rồi là giải mã nghe rồi được. Các bác có thể ghép dòng này thì bác có thể cho rất nhiều loa được, bởi vì nó là dòng mà nó đưa đường tiếng ra 5 đến 7 đường tiếng cơ. Đây, nói thì cứ phải biển sau nói cho nó dễ. Đây ạ. Đây, các bác nhìn này. Đây là con Onkyo này. TXNA609 này. 490W. Được chưa? 490W. Con này thì thoải mái các bác, thoải mái các cổng ăn chơi. Nhá, các bác thoải mái cổng ăn chơi. Cái thứ nhất là cái cổng digital, cổng digital in này, optical này. Cái cổng này là gọi là cái cổng như kiểu giải mã đấy. Các bác biết chưa? Cổng này cổng đường giải mã, quý vị cắm thẳng TV lên internet vào đây luôn, khỏi phải mua đầu giải mã, khỏi phải mua cái nào giải mã đây nhá. Digital in 1 này, các bác nhìn này. Được chưa? Đây chỗ tay em chỉ này. Em đang đỡ cái tay lên nó nghiêng nên cho các bác nhìn nó dễ nên nó khó. Digital in 1 có hai cổng vào luôn. Các bác có thể cắm một lúc hai cái tivi vào đây giải mã, một cái tivi cho vào đây và một cái đầu CD cho trong đây giải mã được để nghe âm thanh chất lượng hay. Đấy. Ngoài ra các cổng cấy live vào thì gồm có đây, cổng in này, tuner này, tivi CD này, PC này, máy tính này, điện thoại laptop vân vân. Và đường out ra cũng có này. Out ra đây có hết đầy đủ. Và cái đặc biệt là đường in vào nó có cả đường HDMI. Ngoài HDMI ra thì nó có cả được cổng PC, cổng của máy tính hoặc máy chiếu, máy in, cổng internet, được chưa? Có cả. Đang rồi, đấy. Đấy. Ngoài ra thì về phía cổng loa thì có phone center và surround. Loa sub có hết đấy các bạn nhìn này. Cái thứ nhất là nó có cổng center ngoài cùng này. Các bác đưa cái này các bác có thể đấu xem nào. Em đếm này, một đôi loa này. Một chiếc loa, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc, năm chiếc, sáu chiếc. Các bác có thể đấu 7 chiếc loa trong này nhé. 7 chiếc loa trong này ạ. 7 chiếc loa trong này. Con này còn đặc biệt là có đường súp ra này. Con này đường này là chuyên ra súp trầm này. Có nhớ chưa? Đường này các bác cắm xuống súp cho em. Đường này nó chỉ ra có tiếng bát không nhé, nó không có tiếng lời. Bát không. Được. 500W, gọi là 500W đi. Nó ghi 490W thì 500W nó cũng đấy thoải mái. 500W con âm ly này, được chưa? Mức giá 4,8 triệu. Thoải mái các cổng ăn chơi cho các bác. Về mặt mũi đây, chưa lau. Đẹp thế này mà. Úi dồi, trong này có quạt tản nhiệt khủng. Công suất thế là chẳng quạt tản nhiệt. Chưa. Đây, về trên này thì các bác nhìn đây. Các bác chỉ các chế độ. Toàn hàng đời mới hết. Về phía trước này. Về phía trước thì gồm có một cổng. Có cả cổng phone này. Cổng tai nghe cũng có, đây bên này cũng có hết, cổng video cũng có hết này. Cổng ấy là quý vị có thể cắm cả USB vào đây nghe nhạc nhé. USB nghe nhạc chất lượng cao này. Được chưa? Ngoài ra có cả cổng AUX để 3.5 đằng sau đã có rồi. Đằng trước là còn có cả cổng kết nối âm thanh bằng cổng bằng dây HDMI đời cao cấp ạ. Yeah. Đây là chỉnh tuner radio đấy. Thì nó nhanh. Ngoài ra thì các chế độ chơi nhiều lắm. Đối với con này thì khá là nhiều cổng ăn chơi cho các bác này. Cổng net có này, cổng USB có nhìn nhá. Cổng display này, display đèn này. Net, USB này, phone này, TV này, tuner này, AUX này, PC này, cổng game này. Tất cả những cổng đằng sau có cổng nào thì đằng trước nó tượng trưng có hết. Các bác nhìn trên này chưa? Nó đánh đây, đây là chế độ đánh loa. Đang để chế độ đánh loa tất này. 1 2 3 4 5 6 7. Con này đánh được gọi là 7.1. Dòng này cho các bác thoải mái chơi nhé. Các bác phang thoải mái cho các em. Các bác thích ghép âm ly, ghép loa cho các em. Mà dòng này các bác cứ dã loa Canada phang cho em. Loa Canada hoặc Onkyo phang cho em. Mức giá 4,8 triệu con âm ly này. Công suất này cho các bác chơi thoải mái. Bình thường các bác mua một chiếc đầu giải mã nó phải có tầm tiền này, hơn tầm tiền này rồi. Đấy là đầu giải mã tầm đều vừa vừa đấy. Đã có tầm này. Chứ chưa nói là đây là con âm ly liền vừa làm công suất, vừa làm âm ly cho bạn và vừa các bác có thể làm giải mã được. Giá 4,8 triệu cho các bác nào thích đam mê phối ghép loa thật nhiều, nghe thật nhiều các loại loa. Rồi.